Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa PMA. Thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ rất vinh dự được nói chuyện và chia sẻ các bệnh về da liễu với bác sĩ Đặng Thị Hồng Minh. Tôi phải nói rằng bác Minh là một trong những bác sĩ da liễu hàng đầu Việt Nam. Và tất cả những ca khó nhất mà các bạn đi tất cả các cái khám các nơi, các viện trung ương rồi viện tuyến tỉnh huyện cũng đi khắp nơi rồi, nhưng mà đều không khỏi, nhưng đều qua của mình thì đều giải quyết được. Tuy nhiên thì tôi không thể khẳng định rằng là 100% các ca sẽ xử lý được, nhưng mà phải nói là phần lớn tất cả các ca khó mà tôi từng giới thiệu các bạn đến với bác Minh thì đều có kết quả khả quan. Thì hôm nay thì bác Minh sẽ chia sẻ với chúng ta về tràm sữa là gì, tại vì đây là một cái trường hợp mà rất nhiều bé mắc đấy, mà các bạn không biết cách xử lý thì nó có thể nặng hơn, và đã có nhiều các trường hợp mà nó xảy ra các tình trạng đáng tiếc. Thì hôm nay thì bác Minh sẽ giới thiệu cho các bạn và chia sẻ các bạn biết là gì ạ, cách nhận biết, cách chăm sóc như thế nào và khi nào bắt buộc phải đi khám và phải dùng thuốc. Đấy, chào bác Minh. Xin chào tất cả mọi người. Để cho các mẹ nhận biết như thế nào tình trạng con mình khi mà sau khi đẻ mà có một cái dấu hiệu gì về da thì sẽ biết cách để xử lý. Đơn giản nhất là xử lý, và thứ hai là nếu như mà không khỏi phải biết đến những cái địa chỉ của bác sĩ da liễu để mà chữa. Đấy, thứ nhất là như thế này, các cháu sinh ra thì thường là sau vài ngày đến một tháng thế nào cũng có những cái sẩn gọi là viêm da sơ sinh, thì thông thường nó cũng sẽ tự hết, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp không tự hết, nhưng do là các mẹ không biết cách chăm sóc. Thứ nhất là khi đẻ ra thì thường là từ trong bụng mẹ cái môi trường nó hoàn toàn khác, và ra ngoài thì môi trường hoàn toàn khác. Cái da của trẻ chưa kịp thích nghi với cái sự thay đổi của môi trường, và cái yếu tố trong gia đình có mang gen dị ứng thì trẻ sẽ rất dễ mắc những cái bệnh. Ví dụ như một cái viêm da cơ địa, gọi là viêm da cơ địa nó rộng lắm, nhưng thực ra nó là một cái tràm sơ sinh. Thế thì thường là dân gian hay gọi là bệnh kê này, viêm da này, đó, rồi là eczema này, đấy là dân gian gọi. Thế rồi mách nhau là các bạn phải tắm lá này lá khác, rồi là bôi những cái bã trầu, rồi bôi, bây giờ thì tiến bộ hơn là hay bôi hồ nước, rồi hay bôi phấn rôm, rồi hay bôi kem chống nẻ, rồi kem giữ ẩm, đó. Thì nhân đây thì tôi cũng xin nhắc các mẹ là như thế này, khi đẻ con ra độ khoảng một tháng thế nào cũng có cái trường hợp viêm da, thì cứ yên chí là các mẹ cứ việc tắm các cái sữa tắm, ví dụ như là sữa tắm Johnson Baby đó, tức là người ta dùng cái sữa tắm cho trẻ em đó. Cái sữa tắm này thì ở Mỹ người ta đã làm cho hàng thế kỷ nay chỉ chuyên cho trẻ con thôi, nhưng các bạn tốt nhất là mua các cái hàng nhập ngoại từ Malaysia hoặc là từ châu Âu. Chứ tôi thấy cái kinh nghiệm ấy thì cái chất hệ đệm của mình làm, của Thái Lan làm, của Trung Quốc làm nó không chuẩn, cho nên nó sẽ rất dễ bị kích ứng, bởi vì cơ địa đã là cơ địa dị ứng, cho nên là khi tắm mà bị kích ứng sẽ tăng nặng bệnh. Và thứ hai là tuyệt đối không được tắm các loại lá quả nghe mách bảo, ví dụ như là mướp đắng, ví dụ như lá chè tươi, hay là các cái loại lá kinh giới, lá xài đất, đấy, ví dụ như thế. Thì không nên bao giờ, những viêm da cơ địa cấm không được bao giờ dùng lá, bởi vì cái chất lá nó sẽ đọng lại ở trên da, nó trở thành một, nó thay đổi cái pH da của trẻ con, và rất dễ vi khuẩn sẽ tăng sinh, và nó sẽ gây bệnh nhẹ thành nặng, có những trường hợp cực nặng, nó chảy nước luôn. Cho nên là cái chăm sóc da của bé sau khi đẻ rất quan trọng. Khi mà trẻ mà mắc cái bệnh mà tràm, ví dụ như là sau, thường là sau 2 tháng tuổi bắt đầu sẽ có những dấu hiệu như các cái mẩn đỏ ở má, rát đỏ, ngứa, thì nó nhẹ nhàng thì các bạn cứ tắm rửa bình thường và có thể dùng nhẹ nhàng như là Omovac. Đấy, ví dụ như thế, đấy là cái thông thường nhất. Dùng một vài lần mà thấy nó hết thì nó sẽ tự hết á. Nó nhẹ thì nó sẽ tự hết. Nhưng có những trường hợp nó không hết, nó kéo dài thì tuyệt đối không được dùng, tự dùng cái gì và không được nghe mách bảo từ mạng hoặc là các ông bà ở xung quanh, những người lớn tuổi người ta sẽ chữa theo kiểu dân gian. Đấy, phải đến khám bác sĩ chuyên về da liễu để mà có những cái điều trị đúng nhất,
để không gây những cái biến chứng, những cái viêm da bội nhiễm, rồi những cái bội nhiễm đấy rất dễ gây viêm cầu thận, rất dễ luôn, chứ không phải là các bệnh mà nhiễm trùng ngoài da là dễ biến chứng gây viêm cầu thận. Cho nên là không nghe mách bảo, không tự điều trị, không tự làm bác sĩ, mà nên đến các bác sĩ chuyên về da liễu. Còn khi mà bệnh đã chảy nước thì là do mình tắm lá, rồi do để cho gãi, rồi do mình đắp các cái thứ lá là nó sẽ nhiễm trùng. Đấy, cho nên tốt nhất là chăm sóc gì, không nghe mách bảo tắm xà phòng sát khuẩn hay là tắm các cái loại nghe nhau là mách cái nọ cái kia, mà cứ tốt nhất là nhẹ nhàng tắm không thôi, tắm thường và một tuần chỉ tắm khoảng 2 đến 3 lần sữa Johnson Baby, tắm và gội 2 trong 1 luôn thì không bao giờ bị, và đến khám bác sĩ chuyên khoa để chữa. Rồi, thì vừa rồi bác Minh đã chia sẻ với các bạn ấy là khi nào, tức là cái dấu hiệu mà tràm sữa như là dạng mẩn đỏ rồi thì lát đỏ và ngứa, thì bình thường nhá, mình tổng lại, bình thường thì chỉ cần vệ sinh sạch sẽ, tắm bằng nước trắng hoặc là dùng cái sản phẩm như là Baby Johnson mà làm Johnson Baby đó, nhưng mà hàng nhập ạ. Hàng nhập thì tốt. Thế thì còn khi mà tình trạng là nặng hơn thì phải khám ngay, nhưng mà tuyệt đối này, bác nhắc là tuyệt đối không được tắm lá, lá chè rồi thì lá canh giới hay là các loại lá. Không tắm, tại vì nó có thể làm thay đổi pH của da và nó tạo ra cái ổ nhiễm khuẩn nó phát triển. Mà trường hợp này tôi gặp rất là nhiều rồi. Đấy. Thì các bạn lưu ý những thông tin như vậy. Thì hiện nay thì có rất nhiều các bạn nói rằng là cái tràm sữa này nó lại có tính là tái như tái lại, tức là bôi, có khi bôi thuốc thì đỡ nhưng mà ví dụ sau một vài tuần nó lại bị lại, thì cô có chia sẻ về cái này nhá, có cái kinh nghiệm của cô như này. Thứ nhất là cái bệnh này là một cái bệnh có yếu tố gen di truyền. Thường bé bị trong cái gia đình, bố mẹ ông bà mắc những bệnh dị ứng, ví dụ như mày đây, ví dụ hen suyễn, ví dụ á sừng tổ đỉa, đó là những bệnh viêm da cơ địa, thì bé sẽ có một cái yếu tố di truyền, cho nên là nó là một cái yếu tố gen, nó sẽ không thể khỏi ngay. 20% tự khỏi sau độ khoảng 1-2 tuổi, còn lại thì thường là lớn mới khỏi. Những cái giai đoạn thay đổi tuổi, ví dụ như là tuổi 2 tuổi, 4 tuổi, 7 tuổi, 9 tuổi, 13 tuổi, đó là tuổi thay đổi nội tiết và các bé bị mắc bệnh cơ địa sẽ tự khỏi. Còn nếu không tự khỏi phải đến tuổi trưởng thành. Nhưng khi bị bệnh mình phải biết đến khám bác sĩ chuyên khoa để chữa ngay, để không, nó không gây phản ứng toàn thân, nó không gây nặng nề và không khó chịu, khi nó sẽ ngứa ngáy rất khó chịu và gãi thì nó sẽ dày cực kỳ và nó sẽ lan bội nhiễm chảy nước và bệnh tình sẽ tăng nặng. Đấy. Cái quan trọng là như thế. Còn nó bị lại không quan trọng gì cả. Nó bị lại là sao? Là do cái cơ địa dị ứng, có thể từ thức ăn, mình mẹ ăn gì cho con bú, rồi con ăn gì, ví dụ như tôm, cua, đồ biển, thịt gà, xoài, đó là những thứ tăng bệnh của những bệnh viêm da cơ địa. Đấy, rồi thời tiết thay đổi thì nội tiết nó cũng sẽ chưa kịp thích nghi với cái sự thay đổi của thời tiết, nó sẽ phát lại. Nếu như mình đến khám bác sĩ chuyên thì người ta sẽ hướng dẫn, tư vấn cho mình có thuốc dự phòng, chỉ bôi 1-2 lần khỏi ngay, không có gì phải lo sợ cả. Còn nếu như để lâu dài nặng hơn thì buộc phải uống thuốc, thì cái lúc bây giờ là chữa sẽ lâu hơn, mà uống thuốc vào nó sẽ có những cái mặt tác dụng phụ hơn, nhưng tất nhiên nó cũng sẽ, người có kinh nghiệm người ta sẽ cho uống cái loại nó an toàn, nhanh thải thì cũng không sao. Thế cho nên là khi cháu đã bị viêm da cơ địa, bé nào đã bị viêm da cơ địa luôn phải có thuốc dự phòng, kể cả khi muỗi đốt, côn trùng đốt nó cũng xưng phòng hơn người khác, bởi vì nó là cơ địa dị ứng. Đấy, nó gặp cái yếu tố là cái độc tố của côn trùng để lại, nó sẽ phản ứng tại chỗ sưng hơn người khác, cho nên khi đó thì cũng phải dùng thuốc như một cái thuốc cơ địa thì nó sẽ hết ngay. Thế như vậy là bệnh tràm sữa là nó có tính chất di truyền và nó do cái cơ địa dị ứng của mang tính gia đình. Như vậy là cái bệnh này nó sẽ không khỏi được ngay, nó cần phải có thời gian và cần phải biết cách phòng và hỗ trợ điều trị cho trẻ. Đấy. Thì còn trong cái việc mà thời tiết sắp tới thu đông ẩm và khô như vậy thì cô có cách nào để chăm cho bé nó đỡ bị tái lại cái này không? Cô nhắc nhở là khi nào bị cái cháu nào mà bị viêm da cơ địa, tốt nhất càng không dùng các loại hóa mỹ phẩm càng tốt.
Bởi vì hóa mỹ phẩm chính là một yếu tố lạ với cơ thể và nó là chính nguyên nhân để cho bệnh tăng. Cho nên bệnh này là khỏi chứ không phải không khỏi, nhưng nó khỏi theo tùy từng giai đoạn tuổi và khỏi từng cái cơ thể nó chấp nhận thuốc, đáp ứng với thuốc. Ví dụ như với cô là cô sẽ phối hợp nhiều loại thuốc vào với nhau cho nên cái tác dụng của nó rất hiệu quả, nhanh và nó ổn định được rất lâu. Cho nên là với những cái bé bị cơ địa này thì khi chuyển mùa, chuyển thời tiết tốt nhất là đừng để lạnh và không được để lạnh. Và tắm rửa cho nó sạch sẽ trong ấm, để ấm. Và không ăn những cái đồ ăn mà, ví dụ những cái đồ ăn mà lần đầu tiên ăn chỉ cho thăm dò cho ăn ít thôi, ăn dặm cho ăn ít thôi, xong bắt đầu nghe ngóng 2 ngày mà không thấy phản ứng, bắt đầu mình mới tăng dần lên. Mỗi lần một thứ ăn dặm là phải tự thử, như người thử kháng sinh đó. Cho nên là nó không sao đâu, cái bệnh này thì thực ra nó chỉ là dị ứng ngoài da. Thế nhưng nếu không biết chữa nó sẽ tăng nặng và nó biến chứng viêm cổ thận. Đấy, cho nên rất quan trọng. Thế thì như vậy là cách phòng tránh mà bác Minh chia sẻ với chúng ta ấy, thì tôi tổng hợp như sau. Thứ nhất ý, là tuyệt đối không được dùng hóa mỹ phẩm cho những bé bị tràm sữa. Thứ hai là chúng ta sẽ giữ ấm cho trẻ thật tốt, đúng không ạ? Và thứ ba là gì ạ? Chúng ta tắm cho trẻ thì tắm bằng nước ấm. Đấy, nước đun sôi để nguội, nước ấm. Và không ăn các đồ ăn lạ. Và khi mà các bạn giới thiệu một thức ăn mới cho các bạn ý, thì các bạn phải ăn ít một trước để nghe ngóng xem cái cơ thể của bé nó phản ứng như thế nào với thức ăn đó, xem nó có dị ứng gì không. Nếu như bé không có biểu hiện về dị ứng cái thức ăn đó thì chúng ta có thể tăng dần liều lượng. Thế thì cái việc mà dùng thêm các kem giữ ẩm vào mùa đông có vấn đề không cô? Tốt nhất là nếu như da mà quá khô thì dùng Vaseline không. Tức là Vaseline nó không có thuốc, nó không có cái gì cả, nó lành. Giữ ẩm còn đông. Đừng có dùng phấn rôm, đừng có dùng các loại mà nó có những thứ gọi là thơm. Càng chất thơm càng không tốt, càng chất bọt càng không tốt, càng sát khuẩn càng không tốt. Nó đều kích ứng hết. Thế là như vậy là bác Minh đã chia sẻ với các bạn về viêm da cơ địa ở sơ sinh, về dấu hiệu nhận biết, về các cái kiêng cữ là không tắm các loại hóa chất rồi các loại lá, và thứ ba là khi nào đi khám và cần điều trị và phòng tránh và chăm sóc bé như thế nào. Thì đó là những thông tin tôi nghĩ rằng là rất hữu ích cho các bạn. Và các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa để theo dõi các cái video tiếp theo. Xin chào các bạn.